chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Three Rose và cuộc sống ở Bulgaria. Thì hôm nay mình và gia đình của mình đi ra biển, cũng không phải là biển đâu, đây là người ta mình gọi là một công viên mà được xây dựng dọc theo bờ biển của mọi người. Đó. Quá trời hoa vàng này luôn. Đó, cái này đi vào tới chỗ nào tận đâu thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ là
bây giờ thì mình cùng gia đình mình sẽ đi ra công viên, cho nên là không có thăm thú cái chỗ đó là chỗ gì. Ê, Nikki đi với mama. Ê, nhanh đi con. Ê, đây, ok, ok, nắm tay mama nè. Đây. Đó, Nikki, Nikki chào mọi người đi, Nikki. Trusty, Trusty. Cô chào mọi người đi, cô chào mọi người đi. Hello. Nikki chỉ muốn đi thôi, muốn đi ra ngoài công viên thôi. Dơ, dơ, dơ. Trời, thấy cái vũng nước mà muốn nhảy xuống. Ấy, ấy, ấy. Ấy, dơ con, ấy, ấy, nhanh lên. À, giỏi nè. Ồ, rồi. Tiếp tục nha, tiếp tục đi tham quan nha. Đi khám phá nè, đi khám phá với mama nha. Ờ, ở đây có cái hồ này nha, hồ hồi nãy nè. Ôi. Ôi, có cái xe ô tô đằng xa. Đi đi vô trong, đứng vô trong nhanh lên. Ôi, ôi, ôi. Đứng vô trong, đứng đứng vô trong. Đó. Mình đứng vô trong mình chờ nè. Đó, hello xe đi con. Ôi. Bụi quá. Ok, mình đi tiếp nha. Thì mình sẽ đến cái công viên rồi nè. Đó, thì ở chỗ đây có một cái nhà hàng tên là Villa Blue. Đó, ở đây thì mọi người có thể là ăn uống, uống cà phê. Đó, khi mà đi dạo biển. Đấy, khi đi dạo công viên đó. Mọi người có thấy không? Thấy phía trước không? Cảnh rất là đẹp, view rất là đẹp đó. Có một cặp nam nữ đang ngồi chỗ nhà hàng đó. Mọi người thấy không? Ngồi đây cảnh rất là đẹp, vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện đó, tán gẫu rất là thú vị. Đây, mọi người có thấy cái nhà hàng không? Đó, rất là sang trọng. À, mình thì gia đình mình thì chưa bao giờ ngồi nhà hàng này. À, cũng có một lẩu cà phê thôi. Đây Nikki, đi ra biển với mama nha. Đây. À, ở đây có một cái gian hàng nhỏ, mọi người có thể là ăn kem, mua cà phê hoặc là một cái thứ gọi là snack, những cái thứ mà ăn đơn giản để đi khi mà đi trong công viên nói chuyện á mọi người đó. Mọi người thấy không, người ta có bán đậu nè, có bán hạt nè, một số thứ nè, có bán nước uống nữa nè. Đó, ở đây có bán nước uống nữa nè. Đó, đi kia thích uống nước gì hả? Hay là đi kia thích ăn chip nè. Thích ăn gì nè? Có snack nè, có nấc nè, có mấy hạt gỗ cho đi kia nữa nè. Ok, thôi bây giờ mình đi dạo nè, nhanh lên đi nha. Đi bác mẹ. Ê, đi dạo biển nè con. Ok, bắt đầu đi nè con. Đi. Ôi, không chịu. Sao? Coi gì? Mua gì? Nước hả? Gì đây? Ok, let's go. Đây. Oh, Nikki. Có con gà gà kìa. Nhanh lên. Có con quạ kìa. Gò, gò, gò. Nikki, bên kia có con quạ kìa con. Qua xem con quạ. Oh, quạ kìa Nikki. Wow, nó đang ăn gì kìa. Nó đang ăn gì Nikki? Chạy đó coi. Oh, đá. Ở bên này là nhiều quạ lắm mọi người. Đó, như ở Việt Nam mình thì hiếm có cơ hội thấy. Nhưng mà nếu mà thấy thì chẳng ai thích cả. Nhưng mà ở bên này thì có thể nói là mọi người thấy quạ là một chuyện rất là bình thường. Đó, nó rất là nhiều giống như là chim sẻ ở Việt Nam mình vậy á. Không nào mà có cơ hội mà mình thấy có nhiều đàn quạ như vậy thì mình sẽ quay và review cho mọi người xem nha. Để xem thử nếu hôm nay ở trong công viên mà mình thấy thì mình cũng có thể quay cho mọi người. Nhưng mà không có hứa chắc đâu nha. Đó. Cũng có rất là nhiều người giống như gia đình mình cũng đi dạo nè, dắt chó đi dạo nè. Rồi đẩy em bé ra công viên nữa. Rồi nhiều người đến đây đi dạo, ngắm biển, nói chuyện, uống cà phê. Nhiều hoạt động lắm. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái phía bên tay trái của mình á, là một cái hàng rào chắn rất là chắc chắn và vững chãi. Cái này là nhà nước địa phương người ta dựng lên để bảo vệ cũng như
như là đảm bảo cái sự an toàn cho các bé nhỏ khi mà chơi ở đây, bởi vì đây là công viên đó mọi người, cho nên là mấy cái bé mà tầm 2 tuổi, 3 tuổi hoặc là 5, 6 tuổi, cái lứa tuổi rất là hiếu động đó, cho nên là người ta sợ là các bé đi ra chơi rồi bị té ngã xuống phía dưới, bởi vì cái chỗ này là nó có cái vực rất là sâu đó. Thì để đảm bảo an toàn cho nên là người ta đã thiết lập nên cái hàng rào chắn này. Ôi chao, mọi người có thấy đằng trước không? Hoa quế trời hoa luôn. Hoa màu hồng nè, màu trắng nè, trải dài cái khu vực mà mình đang đi nè. Wow, tuyệt vời quá. Hiện tại thì mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà đi dạo công viên ở đây mọi người, bởi vì không có quá nhiều người. Tuy nhiên á, là vào thứ bảy và chủ nhật á, thì có thể nói là không có chỗ để mình bước luôn á mọi người, bởi vì thứ bảy và chủ nhật á, là người ta ngồi giờ làm việc, người ta không làm việc á, thì người ta bắt đầu là dẫn con nè, hoặc là dẫn cháu, hoặc là có thời gian để trò chuyện với bạn bè đó, cho nên là họ hay ra công viên này đó, cho nên là người ta đi dạo rất là đông, cho nên là mình cảm thấy rất ngợp. Tuy nhiên là những cái ngày trong tuần giống như ngày hôm nay mà mình và gia đình của mình đi thì không có quá nhiều người đó, rất là vắng vẻ luôn. Và hiện tại mình và gia đình đang men theo con đường dọc bờ biển mọi người, để ngắm cảnh biển, hít thở không khí trong lành. Và ở đằng xa kia có cái cây rất là đặc biệt, mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Cái cây này mình không biết là ở Việt Nam mình có không ta, nhưng mà hình như có đó mọi người. Mình đã nghe nói về cái tên của cái cây này ở đâu đó rồi. Nó tên là Ginkgo biloba. Đó, thì cái cây này á, người ta sử dụng lá xanh phơi khô, và người ta dùng chiết xuất dưới dạng chất lỏng nè, viên nang, viên nén hoặc là trà. Thì tác dụng của cái cây này á, là nó có chất chống oxy hóa rất là mạnh, rồi giúp cải thiện lưu thông máu, rồi giảm cái triệu chứng là như là chứng mất trí nhớ ở người già nè, rồi cái những người mà bị sa sút trí tuệ, hoặc là muốn cải thiện cái tư duy hoặc là trí nhớ, hoặc là cải thiện hành vi xã hội, hoặc là khả năng thực hiện công việc hàng ngày đó. Thì những người nào mà có cái vấn đề như về tuần hoàn máu não hoặc là sa sút trí nhớ thì vẫn có thể sử dụng những cái thực phẩm chức năng mà chiết xuất từ cái cây Ginkgo biloba này nha. À đây, đây là một cái quán bar nho nhỏ dành cho những ai thích sang trọng, thích uống cà phê, thích nói chuyện với bạn bè thì vào đây nha. Bên cạnh đó cũng có một cái máy cà phê lưu động nữa nè mọi người. Mọi người có thể chọn những cái khẩu vị, những cái hương vị cà phê mà mọi người thích. Chỉ cần bỏ một đồng xu vào là mọi người có thể chọn những cái loại cà phê mà mọi người yêu thích nha. Cái khách sạn này nằm ở một vị trí thật là xuất sắc luôn đó. Có một cái view nhìn thẳng ra biển, cũng như là nằm trong cái khuôn viên của công viên lớn nhất ở thành phố Varna.
chung á là mình rất là thích đi dạo ở đây bởi vì không khí rất là trong lành và thoáng mát đó. Hồi khi mà mình mới sinh Nikki xong á, khoảng tầm sau một tháng á, thì nghĩa là khi mà Nikki đầy tháng á, mọi người thì mình cho Nikki vào trong xe đẩy, rồi hay đẩy bé ra ngoài công viên này lắm đó. Cứ hàng ngày khi nào mà mình cảm thấy mệt hoặc là mình bận á, thì má chồng của mình cũng đẩy bé Nikki ra ngoài này đó. Bởi vì ở ngoài này mọi người có nghe không, có nghe tiếng chim hót không đó, nó xung quanh là mọi người có thể là nghe đủ những cái âm thanh, là tiếng sóng biển, là tiếng chim hót, là tiếng lá cây nè. Rồi mọi người cũng giữ rất là im lặng chứ không có ồn ào, cho nên là rất thích hợp cho những ai mà có con nhỏ mang bé ra đây đó. Mọi người ơi, đằng trước của mình là có thể gọi là một cái con đường phủ đầy màu hồng luôn á mọi người. Đây mình quay cho mọi người xem. À, mọi người thấy không? Phía trên của mình đây nè. Đó, hoa nở hồng nè, hồng hết con đường luôn. Bên kia có một cái cây toàn là màu hồng không, không thấy lá đâu hết. Trời ơi, đẹp rực rỡ luôn á. Đây, quay qua bên này cho mọi người xem nè. Mọi người thấy không? Vô cùng đẹp. Đó. Ở chỗ này có cái góc nhà hàng view biển, nhìn ra biển nè, rồi có hoa phủ đầy màu hồng, mọi quá đẹp luôn á. Mọi người thấy chưa, đây cảnh rất là hữu tình luôn nè, đó đẹp quá đẹp, thích lắm luôn á mọi người. Rất là nhiều người ra đây ngồi ngắm biển đó, hoặc là uống cà phê, ăn uống, nhiều hoạt động lắm mọi người. Có thể nói là cái công viên này rất là nổi tiếng ở cái thành phố của mình, mọi người ơi. Đây có thể nhìn ra biển này, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Mình tiếp tục đi tiếp nha. Gia đình mình đang đợi. Trong khi quay thì có nhiều người dòm mình thấy giống như là mình từ ngoài hành tinh vậy, từ một cái hành tinh khác lạ nào bước đến. Bởi vì cầm cái máy quay mà quay kỳ, cũng ngại lắm chứ. Đây là cái nhà hàng nè mọi người. Cái nhà hàng này rất là đẹp, phục vụ cũng rất là tinh tế, đồ ăn cũng rất là ngon. Đó. Đây bên cạnh của mình là cũng là một cái cây mùa hồng đó nè, đẹp chưa, trời ơi quá. Ok, đi tiếp nha. Cái chỗ này cực kỳ thích luôn á. Nãy giờ đi dạo thì mình thấy cái bông này quá trời luôn, nhiều lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho mọi người có thể tận hưởng được cái vẻ đẹp của nó nha. Hôm bữa thì ở video trước mình có quay sơ về cái khung cảnh ở chỗ này nè mọi người. Mọi người có nhớ không? Mọi người có thể xem lại video trước nha. Thì lúc trước thì những cái cành hồng mà mình đã quay á, thì nó còn trơ trụi chỉ có mỗi cái thân thôi. Nhưng mà bây giờ là nó đã lên lá rồi nè. Thì vài tháng nữa thôi là mọi người sẽ thấy cái khu vực này là ngập tràn hoa hồng luôn đó. Khi nào mà nở hoa thì mình sẽ quay và review cho mọi người cùng xem nha. Lại bắt gặp thêm hai con quạ nữa nè. Cảnh đẹp vô cùng, không khí sạch sẽ, trong lành. Mùa Covid này mà kiếm được một cái chỗ mà thoáng mát mà ít người thì hiếm lắm. Đó, đúng là may mắn đúng không mọi người? Đó, may mắn khi mà hôm nay đi cùng với gia đình ra ngoài mà không có quá nhiều người mà lại có cảnh đẹp để ngắm nữa. Đang ngồi dưới tán cây thì có chú chim thấy Nikki đang ăn cái bánh kẹo á, thế là chú chim xà xuống nhặt cái mấy cái mảnh vụn của cái bánh á. Đó, chim dạng lắm mọi người ơi, bên này là các loài chim nè, các loài động vật nó rất là thân thiện với con người á.
nó đứng sát mình luôn, tha hồ quay phim và chụp hình, nó chẳng sợ chút nào cả. Bây giờ mọi người đi tiếp với gia đình mình nha. À, cái chỗ này là người ta đang cải tạo lại cái đất trồng á mọi người. Cách đây 2 tháng là người ta có trồng hoa tulip. Thì sau khi hoa tàn rồi thì người ta cải tạo lại đất để trồng hoa mới. Thì cái khu vực công viên này á, là người ta luôn là renew, người ta luôn trồng mới hoa khi mà sau khi mà hoa đã tàn rồi. Đó, tiếc quá. Phải chi mà lúc trước mình có thời gian thì mình sẽ review cho mọi người xem thử mấy cái hoa tulip nha. Đẹp lắm. Thôi mình hứa với mọi người là năm sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem, bởi vì rất là đẹp mọi người. Nó một cái gọi là giống như là một cái thổ hoa tulip trải dài ơi là dài luôn, mà cái khu công viên á, nhìn là cây cối xung quanh là đã đẹp rồi mà có thêm hoa tulip nhiều màu ở đây nữa là nhìn vô cùng hấp dẫn mà đẹp lắm luôn á. Đây nè, người ta đang trồng lại hoa mới nè mọi người. Có mấy người nghĩ mình từ Nhật Bản tới. Hoa trải dài nhìn giống như tấm thảm ha. Mình đang đi vào cái khu vực trung tâm của thành phố. Tuy nhiên là hơi nhiều người cho nên là mình và gia đình mình sẽ đi tới đây thôi và quay lại, chứ không có đi sâu vào bên trong. Khi nào mà dịch lắng xuống thì mình sẽ đi sâu hơn để quay cho mọi người xem là bên trong khu trung tâm thành phố thì nó như thế nào nhé. Ở đây cũng có nước uống dành cho người đi đường. Ai mà cảm thấy khát nước thì cũng có thể vào đây uống, hoặc là muốn rửa tay đều được nhé. Nước là đảm bảo sạch luôn đó mọi người. Mình không biết là khi mọi người nhìn từ video thì sẽ có cảm giác như thế nào, chứ như mà mình thì mình xỉu úp xỉu đau luôn á mọi người, đẹp lắm. Mọi người thân mến, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái view hết sức là đặc biệt của ngày hôm nay. Đó chính là lý do mà tại sao hôm nay mình làm cái video này đó mọi người. Mình chia sẻ trước cho mọi người biết đó là mình muốn quay cho mọi người xem một cái cây ở Bulgaria, người ta gọi không phải là Bulgaria mà cái khu Varna của mình. Anh xã mình chia sẻ là mọi người hay bảo cái cây này là Happy Tree, đó là một cái cây hạnh phúc. Lý do tại sao là cái cây hạnh phúc, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha, rồi mình sẽ giải thích nha. Đây mọi người có thấy rõ không mọi người? Mình quay cho mọi người cái cây này, đầy sắc hồng luôn, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm. Đây. Bây giờ là mình sẽ đến gần nè, đến gần hơn để giải thích là tại sao người ta gọi đây là một cái cây hạnh phúc. Mọi người có thấy á, là cái thân cây á, là nằm ở trên mặt đất nè. Thì cái thân cây này á, anh sản của mình là bảo là cái cây này là nó có rất là lâu đời rồi. Lúc mà ba mẹ chồng của mình á, là nó đã có cái cây này rồi, nghĩa là cái cây này là tầm phải 70-80 tuổi hay hơn đó nữa, có thể là 100 tuổi đó mọi người. Đó, và cái thân cây á, là nằm ở trên mặt đất giống vậy nè. Thì có rất nhiều em bé, nhiều trẻ em á, hay tới đây rồi nằm trên thân cây nè, ngồi trên thân cây và chơi với cái cây đó. Chính vì vậy cho nên là mọi người hay đùa đó là bởi vì cái cây này cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, bởi vì có được sự yêu mến, yêu quý của rất nhiều người. Chính vì vậy là cái cây có thể là sống lâu trường thọ và luôn luôn cho ra những cái hoa rất là tuyệt vời. Mọi người giờ đã hiểu lý do tại sao gọi là cây hạnh phúc chưa? Đó. Và mình thấy cái cây rất là đẹp mọi người, mặc dù là đã lâu năm rồi nhưng mà vẫn giống như là những cái cây vẫn còn xung xanh đó mọi người. Mọi người thấy không?
quay rõ hơn nè. Nằm trên mặt đất nè, mọi người có thể ngồi được, có thể nằm được đó. Có thể nằm ngủ trưa được đó mọi người, rất là tuyệt vời. Quá trời đẹp luôn, mình thích lắm luôn á mọi người ơi. Mình nghĩ nếu mà mọi người ở đây giống như mình thì chắc là mọi người cũng sẽ tạo vài cái bô chụp hình, đúng không, vài bức ảnh để gửi tặng bạn bè người thân, đăng lên Facebook chứ. Có thể gọi đây là cái khu ưa thích của nhiều người á mọi người. Đó, đây mẹ chồng của mình đang đi bộ tới này. Mọi người có thấy xung quanh này rất nhiều người không? Rất là đông người. Kodeyani nikimam tuk no kubo. Mọi người thấy không? Mình quay rõ hơn nè, quay cận cảnh hơn về cái hoa nè. Chắc là mọi người cũng thấy cái hoa này trong quá trình mà mình đi dạo á, là mình mọi người cũng thấy cái hoa này rồi đúng không? Mình cũng quay cho mọi người xem rồi. Đó. Nhưng mà chỉ có cái gốc này là cái hoa nó nằm với cái dáng lạ như vậy thôi. Đó, chứ bình thường là cái thân cây là đứng thẳng, dựng đứng lên á. Mọi người thấy không, nhiều người ngồi đây lắm để ngắm hoa nè, rồi cho bí chơi nè. Bây giờ mình tiếp tục đi về phía trước nha. Con gì Nikki? Nikki con gì vậy Nikki? You need this what animal? Goat. Goat. Why look so strange? Bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi, cũng tầm khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Thôi bây giờ mình và gia đình sẽ đi về nhà và chuẩn bị bữa tối nữa. Hôm nay thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Và mình mong rằng mọi người sẽ yêu mến mình nhiều hơn và theo dõi nhiều video mới của mình nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Chào chào mọi người ha.